chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ theo tùy thích. Ví dụ như lớn nhỏ là như thế nào? Ví dụ như là cái chúng ta đang ghi, đang quay một cái ngoại cảnh nào đó, nó có những cái tiếng ồn bất thường mà chúng ta muốn bỏ nó đi, muốn chuyển nó đi, nhưng mà chúng ta không muốn cắt bỏ phần âm thanh đó mà chúng ta muốn giữ. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào để cho nó nhỏ lại và những cái khúc khác mà chúng ta giữ và nó vẫn lớn đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý ha. Rồi, đầu tiên các bạn cũng mở cái chương trình trình duyệt Power Director lên ha. Đây là phần mềm làm phim nha các bạn. Phần mềm làm phim này là rất là hay các bạn ơi. Rồi, đây là cái giao diện bình thường như chúng ta đã từng thấy ha. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái những cái hình ảnh, những cái âm thanh ở đây, những video clip đây, bỏ đi cho nó nhẹ bớt các bạn ha. Nếu mà để nhiều thì nó nặng, tức là nhiều khi chúng ta tìm lại cái file project á thì nó phức tạp ha, nó nhìn nó rườm rà lắm. Rồi, thì bây giờ tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái cách. Đầu tiên thì chúng ta cũng lấy cái import video file ra ha. Chúng ta cũng sẽ lấy một cái clip này. Tôi open nó ra. Sau khi open rồi, chúng ta cũng nắm nút trái chuột, chúng ta kéo nó xuống. Kéo xuống cái chắc ở phía dưới ha. Ở đây thì các bạn thấy rõ ràng ha, cái biên độ âm thanh và cái làn volume này ha, volume key nè, key ram mà nó nằm ở 0 cộng cộng 0.0 ha các bạn ha. Rồi, thì vậy trong trường hợp mà chúng ta muốn cho nó nhỏ, nó lớn, khúc nhỏ khúc lớn thì như thế nào? Thì các bạn theo dõi tôi làm. Các bạn muốn làm nó, các bạn click nó vô đây ha. Click nó vào trong cái đường âm thanh này, cái chắc âm thanh này để cho nó hiện lên màu xanh và nó hiện lên cái thanh volume này. Rồi, để cho nó lớn lên thì như thế nào hoặc là nhỏ như thế nào ha. Đầu tiên, ví dụ như mình tới đây ha, mình sẽ cho nghe các bạn nghe thử một đoạn nha. Rồi, các bạn thấy có nghe cái giọng của các bạn hướng dẫn viên không? Bây giờ cái giọng hướng dẫn viên cái chỗ này nó nhỏ đó. Nhưng mà mình giờ mình muốn nâng cái đoạn này thôi cho nó lớn lên thì chúng ta làm sao? Bây giờ các bạn để ý ha. Đầu tiên các bạn phải nắm, phải nhấn vô cái nút Control ha, trên máy vi tính. Chúng ta click cái nút trái chuột vô đây. Đó, các bạn thấy nó hiện ra cái hình vuông ngay cái đầu mũi tên vuông chuột đó. Chúng ta nhấn vô ha. Các bạn vừa nhấn vô, các bạn thấy nó ra cái nút tròn đúng không? Đó, nó ra nút tròn rồi. Thì chúng ta nhấn thêm một cái đây nữa ha. Rồi đầu bên đây chúng ta nhấn thêm hai cái giống như vậy nữa. Sau khi chúng ta nhấn xong rồi, chúng ta nắm một cái nút tròn này, chúng ta lôi nó lên ha. Cái này từ cũng lôi nó lên đó. Lôi, các bạn muốn lôi lớn nhỏ như thế nào tùy chúng ta. Chúng ta có thể lôi nó lên theo cái cường độ. Thì các bạn nhìn nè, các bạn nhìn vô trong cái nút tròn nó hiện lên nè, với là cái comment dưới đó, nó có thể cộng 11.1 đó. Bên đây là 9.7. Các bạn muốn lôi lên 1.1 thì chúng ta lôi, còn không lôi thôi chúng ta để nguyên cũng được ha. Chỉnh cách này á, mình phải chuẩn cái tay con chuột các bạn. Các bạn không chuẩn á thì di chuyển nó rất là khó ha. Rồi, thì tôi đã chỉnh cái volume lên như vậy. Các bạn thấy cái volume đó nó lên xuống thì chúng ta nhấp vô nghe thử ha. Đầu tiên ngay chỗ này âm thanh nó nhỏ ha. Đó, âm thanh nó rất là nhỏ ha. Rồi, là
Đó, các bạn thấy không? Khi mà vô cái đoạn này, các bạn nghe được cái cô bé hướng dẫn này nè, nói rất là lớn. Và cái giờ nghe tiếng máy tàu, tiếng máy bò lại rất là lớn các bạn ha. Nói hả, nó to lên. Các bạn chỉ cần chỉnh thôi, chỉnh kéo lớn kéo nhỏ. Còn nếu như chúng ta muốn cho nó nhỏ luôn thì chúng ta cũng làm giống y chang vậy. Chúng ta lít, chúng ta kéo xuống như này là nó mất tiếng luôn các bạn. Nhiều khi chúng ta không cần cắt bỏ thì chúng ta để như thế này để giữ nguyên hiện trạng đó ha. Còn nếu không thì các bạn có thể cắt ra, các bạn bỏ luôn cái đoạn đó. Đoạn nào mà các bạn không muốn còn tiếng á, các bạn cắt nó luôn. Giống như clip trước á, mình hướng dẫn các bạn ha. Giờ tôi cũng sẽ chỉ lại cho các bạn ha. Thì các bạn muốn cắt đường này, cắt đường âm thanh này, bỏ. Ngay khúc đó mình không cần âm thanh đó, mà mình muốn cho cái âm thanh hát được, chúng ta làm. Ta link phải cho các bạn. Chúng ta vô link video and audio. Thì lập tức á, cái đường link của âm thanh này và video này nó sẽ tắt ra ha các bạn ha. Tắt ra. Các bạn muốn tắt cắt cái đoạn này ra thì chúng ta chỉ giống như hôm bữa chúng ta tắt nó thôi. Chúng ta click vô nè, click the select clip, chúng ta click vô đây nó tắt cái âm thanh này ra. Rồi chúng ta muốn cắt cái đoạn này, ví dụ vậy ha các bạn ha, mình ví dụ ha, mình tắt cái đoạn này ra. Rồi mình không muốn bỏ, không muốn để cái âm thanh của cái đoạn này, chúng ta nhấn delete nó đi, remove ha, remove thì cái đoạn âm thanh này nó không còn nữa, nó sẽ im ha. Các bạn thấy không? Các bạn chỉ thấy hình ảnh nó di chuyển thôi, chứ còn hoàn toàn không có nghe một cái tiếng âm thanh nào hết. Còn nếu như chúng ta không thích làm như thế này, chúng ta chỉ cần nắm, chúng ta kéo cái thằng này nè, nó sát xuống như này luôn, nó về không ha, nó về trừ vô cực các bạn. Trừ vô cực là các bạn không có nghe âm thanh ha các bạn ha. Đó, nó chỉ cần vậy thôi, rất là đơn giản. Chỉnh âm thanh lớn nhỏ tùy thích ha. Đây là cái chỉnh nhanh cho cái trên cái đoạn cái chắc âm thanh của chúng ta luôn, mà chúng ta không cần phải vô xử lý cái phần xử lý âm thanh ha, chỉnh sửa âm thanh kia. Thì cái cách làm rất là dễ đúng không bạn? Rất là dễ, các bạn muốn lên biên độ lên xuống mà chúng ta không để cho, giống như nhiều khi có một số cái clip nào mà chúng ta lấy của người khác á, chúng ta cần phải chỉnh âm thanh lại. Chúng ta làm bằng cách này cũng được, chúng ta đưa những cái này lên xuống những cái tiêu điểm đó cứ lên xuống chúng ta biến động nó đi, nó sẽ không còn giống như bản gốc của người ta ha. Rồi thì đây là cái cách chia sẻ cái cách mà để xử lý âm thanh lớn nhỏ và cắt bỏ, hoặc là chúng ta nâng cái độ âm thanh lên đưa xuống ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ nếu mà thấy hay chúng ta cho một sub, là một like, một share nha các bạn. Nhớ đăng ký và chia sẻ dùng nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you.